Xuân Thủy xin gửi tới cho quý vị những hình ảnh của nhà thờ giáo họ Vinh Sơn. Quý vị thấy ngồi trên đường rất là đẹp không? Quá là đẹp luôn quý vị ạ. Nhìn rất là tuyệt vời luôn. Mình đang có mặt ở cuối nhà thờ giáo họ Vinh Sơn thuộc về đền thánh Trung Lao quý vị nhé, giáo phận Bù Chu. Đây mình ria cảnh xung quanh ngôi thánh đường cho các bạn xem này. Đây có tháp chuông, hai bên hai tháp chuông. Giáo họ này tuy tuy nhỏ bé thôi nhưng mà quý vị biết được bao nhiêu nhân danh không? 1.700 nhân danh quý vị nhé, gần 1.700 nhân danh, gần bằng một xứ rồi, gần một xứ lớn rồi, rất là tuyệt vời luôn này, nhà thờ rất là đẹp luôn. Hiện tại thì không biết là tí nữa có vào được bên trong quay cho các bạn xem không? Quý vị thấy khuôn viên của giáo họ Vinh Sơn rất là rộng và đẹp luôn này. Mình sẽ quay những cái cảnh cho quý vị thấy một ngôi thánh đường rất là tuyệt vời. Dưới này toàn bộ ốp đá luôn. Dưới nền này ốp đá này. Cái chân móng ốp đá nhá. Nhà thờ rất là cao. Mình phải chụp lại một kiểu rất là đẹp luôn quý vị ạ. Đúng đây quý vị có thể nhìn thấy được nhà thờ này. Wow, quá là đẹp luôn quý vị ạ. Không tưởng tượng nổi đâu. Được sơn một màu vàng kết hợp những hoa văn màu trắng rất là nổi. Khi mà mình chụp ảnh rất là nổi luôn quý vị ạ. Đó, mình đứng đây mình sẽ chụp cho các bạn một kiểu này. Quá là đẹp luôn. Bây giờ hiện tại là mình sẽ cố gắng mình vào bên trong mình quay trước, nếu mà có thể. Xem không biết là có được vào bên trong mình quay không. Quay cho các bạn xem. Wow, đẹp quá. Bên trên có tượng Thánh Vinh Sơn Tê kìa. Rất là đẹp luôn. Khởi công xây dựng vào ngày 18 tháng 2 năm 2017. Và thánh hiến thì chưa có cắt băng khánh thành nhé. Nhà thờ này chưa có cắt băng khánh thành. Hiện tại bên trong hơi tối quý vị ạ. Hơi tối một chút. Wow, đẹp thật. Bên trong bằng gỗ luôn. Quá đẹp luôn. Bên trong rất đẹp luôn quý vị ạ. Hiện tại không có điện nên là hơi tối. Wow, đẹp thật. Bên trong đẹp quá ông nhỉ. Ông đọc kinh ạ. Vâng, ông bật thì con lấy điện đi ạ. Đẹp quá ông ạ. Con thật bất ngờ. Ông bật trường, ông Trương. Chắc ông Trương trùm nhỉ. Wow, đẹp quá quý vị ơi. Quý vị thấy ạ. Rất là đẹp. Chú ạ. Vâng ạ. Chú làm về ạ. Đứng ra kia mà.
Nhà thờ đẹp thật không? Chưa chưa khánh thành không? Chưa. Không chưa biết xong. Không biết không biết bao giờ nhỉ? Khánh thành nào có sang đây em quay. Còn bên giáo phận Bù Thái Bình ạ. Dạ. À vâng. À nhà tòa vàng cũ đây. Đây là tòa vàng cũ. Vâng. Đẹp thật. Dạ. Dạ. Con vừa ở bên Trung Lao về. Vâng. Đi qua đây nhìn thấy giật mình, nhà thờ Vinh Sơn đẹp quá. Này giáo họ mình vậy cũng đông nhân danh nhỉ. Nhìn mấy rồi? Nhìn bảy nhân danh. Ghế này đóng mới hết luôn rồi. Đẹp thật. Toàn bộ ghế mới đẹp thế. Con chào ông nhé. Nhà thờ đẹp quá không ạ? Con vào. Toàn bộ ghế mới luôn quý vị ạ. Rất là đẹp. Quý vị xem thế nào, nhưng mà mình vào thật sự bất ngờ luôn. Rất là hoa cả mắt luôn. Nhà thờ rất là đẹp luôn quý vị ạ. Sao mà có như nhà thờ đẹp vậy. Đây quý vị nhìn thấy toàn cảnh nhé. Quá đẹp luôn. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả những bác thợ cũng như là người đã có công góp của xây dựng ngôi thánh đường giáo họ Vinh Sơn đây. Xin Chúa trả công cho mọi người. Một ngôi nhà thờ rất là cổ kính, đi vào có thể là rất có giá trị. Quá đẹp luôn thật. Toàn bộ mới hết quý vị ạ. Mình bây giờ mình ra bên ngoài quay cho các bạn xem nhé. Qua đây mà. Nghe một tí là tắt điện. Rất là đẹp. Cái cửa này chưa làm phải không? Vâng. À vâng, đây là mình chỉ để tạm thôi. Này, mất đến nhiều công nhờ. Hoa văn chi tiết rồi gỗ rất là nhiều. Rất là nhiều công sức. Ba ơi, con làm à? Mấy buổi nữa? Bây giờ thì sẽ dạo quanh một vòng ngôi thánh đường, chia sẻ cho quý vị. Đây là những cái bậc, quý vị bậc lên sân khấu này, lên nhà thờ này, bằng đá hết luôn nhé. Vậy nhà thờ này là khởi công cũng gần gần với bằng nhà thờ Trung Lao không? Nhà thờ trước hay sau? À vâng, có nghĩa là nhà thờ này làm trước. Vâng, là đang làm mộc ấy. Mộc đang làm bên trong nhà thờ đấy, cái phần gỗ đấy. Thì nhà thờ Trung Lao lại bị cháy. Vâng. Dạ vâng. Có nghĩa là nhà thờ mình đây có ý định làm rồi, làm trước. Nên là không may nhà thờ mẹ thì lại bị cháy mất. Vâng, nhà thờ này ngang và dài rộng bao nhiêu ông biết không? Vâng. Vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Vâng. Ở đây thì cứ tuần được bao nhiêu lễ không? Thứ hai nào? Thứ hai là có lễ ở đây. Vâng. Đấy, qua cái... Vâng. Để đóng vào vàng nhiều, đóng như rồi.
Quan thầy ở đây chắc là lớn lắm ông nhỉ? Quan thần giáo sư Vinh của Vinh Sơn, Thánh Vinh Sơn tên. Vâng, chắc nhà thờ mẹ chưa xong nên là chưa. Vâng. Cái xóm này đây là ba một họ này là ba xóm này trong ba cái một. Dạ. Dần bà con ở đây cũng rất là đóng góp của góp công nhỉ, xây dựng thánh đường vừa nhà thờ mẹ lại vừa nhà thờ họ. Vâng, quá tuyệt vời. Dạ vâng. Vâng, tòa vàng nữa thì tuyệt vời. Con thấy tòa vàng này cũng đẹp lắm rồi. Vâng. À vâng. Trước là làm nhà thờ là để chỗ này để mình ấy thôi. Nhà tạm. Lễ. Vâng. 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 Con đi quay khu vực đầu thờ tí không nhá. Vâng, vâng. Đẹp thật cái gì ơi. Nhà thờ sơn một màu màu vàng kết hợp với hoa văn đường chỉ màu trắng, cửa màu sơn màu nâu rất là đẹp và nổi các bạn ạ. Chị thấy. Thờ bên trong toàn bộ gỗ hết luôn. Không gian khu vực đường rước kiệu đấy rất là rộng. Quý vị thấy không? Rất là rộng luôn. Rất là sạch đẹp. Mình đứng đây mình chụp một kiểu quý vị nhá. Thấy rất là đẹp luôn này. Kiểu xây cũng giống như nhà thờ mẹ đền thánh Trung Lao quý vị ạ. Cũng kiểu như vậy, rất là giống. Đây khu vực giữa này, ngay cái đầu nhà thờ đây. Mình đứng đây mình xin một kiểu. Quá đẹp. Xin thưa với bạn, đây là giáo họ Vinh Sơn nhé, thuộc về đền thánh Trung Lao, giáo phận Bù Chu. Quá đẹp luôn kìa. Vậy là thì đang tiến về khu vực cuối nhà thờ đây. Thủy đã chia sẻ cho quý vị những hình ảnh ở nhà thờ giáo họ Vinh Sơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả quý vị. Xin quý vị hãy bấm nút đăng ký ủng hộ kênh Công giáo yêu thương nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Thủy sẽ sang bên giáo phận Bù Chu quay nhiều video nhà thờ hơn cho các bạn xem. Cảm ơn quý vị rất nhiều.